tội đồ khiến nhà Thục Hán diệt vong. Khương Duy luôn được Gia Cát Lượng bồi dưỡng như là một người kế thừa của mình. Khương Duy khi ở Lương Châu đã bình định được những dân tộc thiểu số sống xung quanh, thúc đẩy phát triển mọi mặt ở khu vực này. Nhiều ý kiến cho rằng sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Khương Duy lên kế thừa. Sau khi nhậm chức, ông muốn tiếp tục sự nghiệp mà Gia Cát Lượng chưa hoàn thành, vì vậy đã tiếp tục bắc phạt. Trong khoảng thời gian 10 năm, tổng cộng tiến hành 8 lần liên tiếp làm hao tổn nhân lực và tài lực của Thục Hán. Thục Hán sau đó bắt tính phải gánh vác trên vai những gánh nặng nhọc nhằn, vất vả hơn. Bản thân Khương Duy vì muốn xây sở được nhiều vốn hơn nên đã cho tăng thuế, bách tính ngày càng lầm than, khổ sở. Đây là một nguyên nhân khiến Thục Hán diệt vong nhanh hơn.